Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hoàng Phúc Vlog đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món, đó chính là món tôm tái chanh chấm với mù tạt nha các bạn. Wasabi á các bạn. Đây. Thì mình cũng đã chuẩn bị một ít tôm, một ít ngò, rau thơm để mình ăn kèm nè các bạn. Và một cục nước đá. Thì bây giờ mình sẽ lột những con tôm này ra, rồi mình ốp nước đá ăn xíu, rồi mình sẽ nêm những cái rau với lại gia vị rồi vô cho nó vừa vừa ăn xíu, rồi mình sẽ chấm với mù tạt mình ăn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lột tôm ra. Thôi khỏi lấy gạch đâu, lấy gạch đâu. Hồi hồi nữa mình lấy ra chứ để trong đó nó bị tanh, ngày gặp nó sống bị tanh. Rút cái chỉ ra đây. Mình phải lấy cái này ra nha các bạn, cái này là cái phần dơ đó nha các bạn. Shit đó các bạn. Không lấy cái đó ra là coi như mình ăn shit nó luôn. Con tôm này gặp ghê luôn á. Rồi giờ ra mặt thằng Lâm mình. Mình sẽ để riêng cái phần đầu này ra nha các bạn. Rồi lát nữa mình sẽ chế biến thêm một món nữa. Cái phần đầu của nó nè. Thì mình cũng đã chuẩn bị xong rồi nha các bạn. Mình được bao nhiêu phần thịt tép đây nè, với lại nhiêu phần đầu. Rồi bây giờ mình sẽ ốp nước đá cái phần này nha các bạn. Phần thịt tôm, cái thân tôm mình sẽ ốp nước đá cho nó lạnh xíu, rồi mình sẽ lấy một ít rồi mình ram chung với cái phần đầu này nè. Mình sẽ ram mặn nha các bạn. Còn cái phần này mình sẽ tái chanh, ốp nước đá tái chanh ăn với mù tạt wasabi. Mình sẽ sắc chanh. Này phải ốp nước đá cho thiệt là lạnh luôn mình ăn nó mới ngon nha các bạn. Ủa, bỏ đá chứ sao bỏ chanh chứ? Sẽ giòn con tép nó tôm lắm nha các bạn. Hả? Bỏ nước đá chứ sao bỏ chanh chứ? Mày biết bỏ đại chung vô đi. Bỏ vô ngăn đá luôn không? Bỏ màu lạnh. Rồi để cho lạnh đi. Rồi bây giờ mình để đây cho nó lạnh đi nha các bạn. Rồi mình sẽ đi tép. Wow. Thơm quá các bạn ơi, đói quá trời đói luôn à. Đầu bếp này hết không rồi các bạn ơi. Đầu bếp ướt lượng không rồi, cứ xóc 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 cái hất đại miếng muối, xóc 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 cái hất miếng đường vậy. Xóc xóc
thôi bỏ luôn. À, có nước mắm này hất hất nhiều quá bỏ luôn nè. Đó. Rồi, để nắp lại chờ chín thôi. Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ pha nước chấm nha các bạn. Rồi chế vô. Dứa. Miếng nữa đi. Không cho đã các bạn ơi. Rồi được rồi. Sao em ăn? Xỉu luôn á. Cái gì? Em khỏi ăn. Bây giờ mình sẽ chế miếng nước tương vô nữa nha các bạn. Tương đâu? Hết nước tương rồi. What the fuck? Dạ, hết nước tương rồi các bạn ơi. Giờ đi xin nước tương các bạn ơi. Đi xin nước tương các bạn ơi. Có cái này nước màu mà. Nước tương. Cái gì mình mượn được chai nước tương này các bạn ơi. Giờ mình sẽ xịt vô. Đó. Nặng chanh vô. Em nặng chanh vô mà anh em. Nặng vô đi rồi quậy lên. Đại đi, nặng đại đi. Cây dâu đó mới mua mà mày nói chết mày. Này là nước chấm thần thánh luôn nha các bạn. Thôi để họ thử luôn, giờ không cho thử trước. Thêm miếng đường, miếng bột ngọt chơi. Rồi các bạn ơi, giờ mình sẽ nặn chanh vô đây nha các bạn. Đó. Nặn chanh vô cho nó tái lại. Người ta thường thường mình thấy người ta ăn, người ta để vậy nè, ta để lạnh vậy cái người ta nhúng vô cái chén chanh á, người ta tái. Còn cái này mình sẽ tái trước luôn nha các bạn. Mình tái trước, mình trộn ít rau này vô nè, cho nó thơm, cho mình dễ ăn xíu. Thôi được rồi, giờ mình cho rau vô luôn nha các bạn. Cho rau vô đi rồi hả, trộn lên. Cho rau vô đi, trộn lên đi cho nó đỏ luôn, với lại rau nó thấm mùi là vừa. Cái này là ngò gai nha các bạn. Đó. Nhìn bắt mắt quá các bạn ơi. Nhưng mà con tôm nó không có đỏ nè. Từ từ nó mới đỏ. Bây giờ mình sẽ rủ con nhỏ em mình xuống nha các bạn. Con nhỏ này nó làm biếng lắm các bạn. Làm thì nó không làm mà tới chừng ăn nó lẹ lắm các bạn. Các bạn coi này nha. Mình kêu một cái ha, mình đếm 1 tới 3 là nó chạy xuống tới đây liền cho các bạn coi nè. Nhà nó trên đây nè các bạn, nhà nó đây nè. Để mình ngồi đây mình canh này nha. Thí Hồng ơi! Hồng ơi! À, tất cả cũng đã chuẩn bị xong rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ lên mâm nha các bạn. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ review trước nha các bạn. Hai con chó này đi ăn chỗ khác ơi. Giờ mình sẽ ăn con tôm bự này trước nha các bạn. Thank you.
Đó, chấm ngập cho luôn nha các bạn. Không thử thôi chứ thử lần đầu cho nó dữ tợn luôn nha các bạn. Đâu rồi, dao nãy đâu rồi? Đây. Chuẩn bị cho tao miếng nước rồi Thí Hồng. Mời tất cả các bạn nha. Chuẩn bị xíu. Chuẩn bị nha. Sao cảm giác như thế nào? Ôi, nó nồng lên rồi nè. Chó nó xin ăn. Nó nồng lên tới đây luôn à. Chồng thử con nữa đi. Vô không? Vô thử kia thấy không? Nó giận giận tái rồi. Thử coi cảm giác nó như thế nào. Cúp rồi hả? Làm thử con nữa. Sao nghe nó ngon quá. Chấm nhiều vô nha, nó mới có cảm giác. Biết ăn gạo đầu ăn. Có dưa leo kìa. Chấm phải ngập vậy nè. Qua sao bị ăn phải vậy mới đã từ từ. Tăng trước cái hả mẹ, sao? Lấy tay ra coi. Bỏ chạy rồi. Trời ơi, mày nào. Nó tốn luôn các bạn. Sao, sao không? Nó khó ăn quá. Đó, giờ cho đầu bếp vô á. Ăn này nè, ngon lắm. Ăn lại Thí Hồng tự nhiên ăn cho cảm xúc gì hết trơn rồi tự nhiên mày bỏ chạy rồi. Đạt ăn không Đạt? Nó khó ăn lắm. Được con nào đỡ đỡ. Con này nhỏ nè. Tại đi con nào cũng vậy à, con nào cũng thịt à. Chấm vô ngập lên. Thôi ngập lên. Đó, làm lại hai chị em thử coi. Vô ngập vô ê, chấm ngập vô kìa. Ngập vô. Chết ngập ta, chết hết luôn, hết thôi. Luôn. Vô vô chưa em. Ăn mày thở ra Thí Hồng, mày đừng có ngậm lại mới xỉu á. Làm gì Thí Hồng? Nhả luôn. Nhả luôn. Nhả. Nó giờ nó nồng rồi. Gì? Nó nồng lúc đầu thôi, lúc sau nó hết rồi. Nó ngọt. Ngọt lắm, ngon lắm. Thôi. Ăn. Vô, vô. Rồi. Con nó đi Thí Hậu. Ngon chết. Nè, vô con thề. Vô. Vô. Thở ra. Làm mẹ thêm dài con nữa nha các bạn. Không chạy nha, mày ngồi im chỗ nha. Mày lấy cận cảnh ba đứa nghe Đạt, mày không bỏ sót đứa nào nghe Đạt. Giờ là mày cấm ngập luôn nha. Con nào bự đâu đưa đây. Nè. Ừ. Rồi chưa? Chọn chưa? Chưa. Nè, chấm vô nha các bạn, ngập nha. Chết người. Ngập vô. Ngập vô luôn. Chết
Đó, rồi. Dứt. Một. Hai. Ê, mày chưa chấm kìa. Chấm rồi nè. Chấm đâu? Thôi khỏi đi. Chấm con tép gì đâu, còn trắng tươi vậy nè. Chưa. Được chưa? Ừ. Một, hai, ba, vô. Nó chết trong lòng một tấm rồi kìa. Nó đã còn lại. Chuyện này ăn được. Nó chín rồi, nó sập lên rồi. Không, mình tới là mũi luôn các bạn. Chai nó nồng. Nói chung là rất là ngon. Thịt nó tép nó ngọt lắm. Như là nãy mình ướp chung với ba cái rau này ăn nó ngon lắm. Ngồi gai á. Nó nãy giờ quên thử miếng Biêu miếng tôm gan này kìa. Ăn nha các bạn. Ok. Sao cái hầm mình vô ăn thử. Ngon. Mặn mặn ngọt ngọt. Thiếu cay, nãy không bỏ hết. Thiếu cay. Chờ, dớt miếng cuối nè. Mà ăn nữa thế nào? Tao mày làm con nữa thế nào? Cho mày con nhỏ nè. Con vậy? Có ăn không? Ừ. Rồi, đi chiếc qua bên nha. Cay hả? Cay mặn á. Mặn đấy vậy. Rồi giờ ăn không kẹp luôn nè. Chấm. Ê. Ừ. Nửa miếng nữa chưa đụng. Đụng mới như leo không à. Con tép ra nó mới thấm. Nãy nó sắc mù tạt. Giờ cái đũa em chấm nãy giờ á. Đâu có đâu, em ăn nãy giờ hết rồi mà. Có giả bộ á. Rồi, chưa mày chấm rồi, nãy giờ chảy rồi. Nãy giờ chảy hết rồi. Vô. Hết nhỏ rồi, thôi khỏi ăn nó đi. Tốt người hơi ngọt rồi. Ừ, đó đúng rồi, chấm ngập vậy đó. Nè, thấy không, chấm lại mày. Nữa. Nãy giờ nó nhiễu rồi. Nó tâm thiệt á. Rõ ràng các bạn ơi. Mày hả? Gớt vô trong này luôn rồi. Sao gớt? Gớt lại lên đây. Gớt thôi, khỏi gớt miếng dừa. Rồi lấy miếng dừa khác. Tôi nằm quay phim vậy. Dán em đi. Thấy không, chị nó nằm kìa. Dạ nó nằm. Vô. Phủi xuống. Gán trầm cỡ nha. Vô. Ăn nhiều nhả hết nhiều rồi. Ăn đâu phải nuốt. Còn được mấy con đây? 1 3 2, con 4 con 4, 5 con bự bự không? Con này nó mình ăn con nữa nha các bạn. Mày dở quá à. Coi tao nè. Đồng nhau vô. Miếng, lấy miếng dừa của mày dưới này luôn nè. Ê, đó, dừa. Nghe là bắt đầu chạy rồi ha. Chạy, nhất quyết không chạy mà. Ôi Dũng gì cho nó nhiều. Dũng rồi, bó xuống để dính quần áo sao. Ăn vàng. Mời các bạn miếng nữa nha các bạn. Không được hả miệng nha. Miếng cuối cùng ngon không? Khiến miệng lại. Nói chung là ăn vài lần nó quen rồi các bạn. Mình biết cái cách ăn rồi, ăn nó dễ các bạn, ngon.
kết thúc video ở đây nha các bạn. Thì nếu các bạn thấy video của mình hay, cách làm của mình hay thì các bạn hãy để lại cho mình một like, một subscribe và một chia sẻ để ủng hộ cho mình, để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo nha các bạn. Rồi bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.